À, xin chào tất cả các anh em. Xin cảm ơn các anh em trong thời gian vừa qua, gần 2 tháng trời mà không có bấm hủy theo dõi kênh YouTube của em. Lâu lắm rồi vì tính chất công việc cho nên là buộc lòng phải như vậy. Từ hôm nay thì em có đủ thời gian để chuyên tâm vào cái việc bán hàng của mình, phát triển ở kênh YouTube, kênh Facebook và ở cửa hàng của em. Rồi. Trong một lần quay trở lại này thì đầu tiên em sẽ lên 22 mã cần, giá bình dân, cực kỳ bình dân luôn nha anh em. Đa phần là cần ngâm, hai khúc, ba khúc. Đó. Thì mấy cái này anh em về làm cần phụ cũng được, hoặc là đi những cái địa hình mà nó mình lấy mấy cái cần mới quá sợ nó trầy nó hư, lấy mấy cây cần này cũng được, ngon lành. Về công năng nó không có khác gì hết. Nhưng mà có những cái nó hơi cũ cũ một chút, nhưng mà giá nó mềm. Rồi. Vào việc thôi nha anh em, phí ship bên em là 20.000 như mọi khi. À lúc trước 30 chứ nhỉ, 30 giờ 20, đồng giá 20k từ Bắc vào Nam. Mã số 1 nha anh em. Mã số 1 lên cây cần cắm gốc. Cái ngọn của nó là ngọn đặc nha anh em. Cái này có chiều dài 1m8. Bị hụt ngọn hết cỡ 2 phân. Bị hụt ngọn hết cỡ 2 phân. Rồi, đặt toàn bộ từ trên xuống dưới đây. Rồi, ký gốc thì rộng. Cây này cắm gốc khoen bát hãng 1m8 cứng 80 nha anh em, 1m8 cứng 80. Cái phần này đặt thì thôi bao xô rồi, anh em về câu ngâm câu bè thoải mái luôn. Trọng lượng thì 235g nha anh em, 235g. Ngọn của nó em đo là 2 ly 6. Rồi. Mã số 1. Mã số 1 em bán 400 ngàn nha anh em, 400 ngàn. Mã số 2. Mã số 2 cũng là cây cắm gốc, cái này 1m rưỡi. Cây này 1m rưỡi anh em. 1502. Đó, cứng 60 đến 80. Cứng 60 đến 80. Ấn xuống vào nó đặt này. Đó nó đặt hết luôn. Cái phần phôi gốc nó dày lắm nè. Cái phôi trong nó dày. Cái này về tha hồ cạo luôn, cạo thoải mái. Này kẹp nách phê, kẹp nách đã lắm. Rồi, khoen bát Fuji nha anh em. Khoen bát Fuji. Cán mút xốp. Mã số 2. Trọng lượng ha. Trọng lượng của nó là 300g, đọt 2 ly 3. Đặt hết luôn. Rồi, mã số 2 có giá 500 ngàn. 500 ngàn. Mã số 3. Mã số 3 em lên cây Ryobi 2m4 cứng 100. Khoen bát Fuji. Cái phần ngọn đặc nè. Phần đây đặc nè. 20, 40, hơn 40cm. Cái phần trắng này là phần đặc. 24 cứng 100, cứng ngắt cứng ngơ luôn. Còn ở dưới này rỗng nha nè. Khoen bát Fuji. Đó, hãng Ryobi. Cái này ở phần này nó, cái này là theo em nhìn á là nó là fit. Đó, theo em nhìn nó là fit. Nhưng mà cái tem nó lại để là gì? Cái sấm sét này là kiểu như là có dẫn điện vậy đó. Fit xài dẫn điện, thường 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 carbon nó dẫn điện chứ. Cỡ nó đi, 2m4 cứng 100. Cái này có giá 400 ngàn nha anh em, 400k. À về ngoại hình của nó thì nó có trầy. Đó, ngoại hình nó trầy, nó cũ, trầy từ lưa rồi. Đó, nhưng mà đối với cây cần như này giá 400 về anh em đi cày khỏi nói rồi. Đó, anh em nào mà ít có quan trọng tới ngoại hình thì xài cái này bền cực kỳ luôn. À, trọng lượng là 500g, đọt của nó là 3 ly 2 nha anh em, đọt 3 ly 2. Rồi 400 ngàn. Mã số 3 tiếp theo, mã số 4 em lên cây 3 khúc, cây cần 3 khúc của hãng Akashi. Cây này sản xuất ở Trung Quốc nha anh em. 3m3 cứng 30. Rồi, hàng carbon. Khoen bát Fuji. Khoen bát Fuji. Đó. Rồi. Cái này có trọng lượng là 390g, ngọn 2 ly 2, 3m3 cứng 30. Rồi, mã số 4, cái này có giá 500.000 nha anh em, 500.000. Về ngoại hình của nó thì cái này đẹp. Ngoại hình nó rất là đẹp luôn. Hầu như nhìn sơ qua là chưa có thấy cái trầy xước nào đó, không có trầy xước đáng kể nào đâu.
đây còn xíu 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 đây thôi, hết còn lại là đẹp. Ok rồi, tiếp theo mã số 5. Mã số 5 em lên cây cần hai khúc, cái này anh em đánh ngâm đánh lăn xê thoải mái luôn. Bao lì bao trâu power pick 2m7, có một ngọn cứng đó, nó có ghi nè, đây rồi, cứng 50 đến 80 nha anh em, cứng 50 80 đó. Phôi carbon sắn, nó dạng như là vảy cá vậy đó, đó. Carbon nó đi nè. Rồi cái phần này là phần ngọn đặc nè. Ngọn sợi thủy tinh đặc cỡ 50 phân, hơn 50 phân ngọn sợi thủy tinh đặc. Cái đọt này là 1 ly 9 nha anh em, 1 ly 9. Đó, hàng khoen bát Fuji, cái bát nó là bát đúc luôn nha anh em. Bát đúc luôn. Bát này thôi siêu bền rồi, bền cực kỳ. Phôi của nó nè. Phôi ngọn này. Rồi, 2m7 cứng 50 đến 80. Cái này có trọng lượng là 300 g. Đó. Mã số 5. Cái này em bán 500 ngàn nha anh em, 500 ngàn về đó, đánh câu ngâm câu lăn xê bẹt bô luôn, tha hồ làm cần phụ, khỏi sợ trầy khỏi sợ gì hết luôn, cho nó cày thoải mái đây. Mã số 6 nè, mã số 6, cây số 6 là đây Fuji đây, cái này 2m45 nha anh em, 2m45, 2m45 cứng 30, cán mút xốp khoen bát Fuji, nó nhẹ lắm, cây này có 260g thôi, 260g, ngọn 2 ly 2 đó, hàng vàng khoen bát Fuji hết luôn. 2m4 cứng 30 nha nè, câu cảm giác. Rồi khoen bát Fuji, cán mút xốp, cái chỗ này á là cái cán carbon này, nhưng mà nó bọc cái dạng như là cái co nhiệt vậy, cái cao su co nhiệt vậy. Cầm vô nó êm lắm, cầm vô đã tay lắm. 400 thôi, mã số 6, 400 ngàn, nhiệt cơm. Rồi, mã số 7. Cây 2m7 cứng 30 nha nè. Ueshima đây, 2m7 cứng 30. Khoen bát hãng, khoen bát của hãng. Phần này là phần sợi thủy tinh đặc nè, trắng trắng nè. Từ đây tính lên, cỡ 60 phân. Rồi, 2m7 cứng 30, dẻo lắm. Anh em câu cảm giác phê đó, nó cũng khá là nhẹ. Hôm bữa em đi câu mực, em lấy cần này em ngâm rồi, ngâm mực 200 ở đây 300g, 300g tròn luôn, ngọn ngọn 2 ly 4 nha anh em, ngọn 2 ly 4. Rồi 2m7 cứng 30, 300g ngọn 2 ly 4. Đó, cái này có giá 400 ngàn, mã số 7, 400 ngàn. Ngoại hình thì đẹp rồi, không có lăng tăng lo lắng gì hết. Đó, anh em mình về câu cảm giác. Phê lắm, cực kỳ dịu luôn. Mã số 8 nha. Mã số 8. Cái này hàng nội địa. 2m4, cứng 30. Nhẹ lắm. Đó. Ngoại hình thì... nó có trầy xước sơ sơ đây, ở à đây nè, nó có trầy nè, hàng cũ mà. Rồi thêm một cái nữa, cái ngọn của nó cột gì đây, cột cái cước thì gắn keo, như nó có bị tróc tróc ở chỗ này sao, cái bu á, có thể thay bu khác được, dễ mà. Rồi 24 cứng 30, 230g thôi nè, 230g, cái này nhẹ lắm, đọt 1 ly 7. Ok. Mã số 8. Mã số 8 có giá 500 ngàn nha anh em, 500 ngàn. Mấy giá này mà không mua, mua sao nữa anh em. Đó. Còn con ngâm mà giá này bình dân quá rồi, hàng carbon chứ có phải là gì đâu. Rồi, mã số 9, em lên cây Sakura. Mã số 9 em lên cây Sakura, cây này chiều dài 3 m. 3 m, cứng 60. Cán gỗ nha anh em. Tem vàng. Cán gỗ đặt luôn, nó nặng là bởi cán gỗ này nặng thấy mồ luôn, cầm nặng lắm. Ơn trước này cũng gỗ hay sao, rồi nó quấn luôn. Rồi 3m cứng 60, khoen bát Fuji, cái đầu bu dễ sợ luôn, không bu xích, bu Fuji xích luôn.
kinh điển cái đầu bua. 444 gram khiếp cho cái cán này, bằng cán 444 gram khoen bát Fuji Bushit đó. Ngọn của nó là 2 ly 4, ngọn 2 ly 4. Rồi anh em mình vừa phan bẹt bô luôn, hàng Sakura khá là bền. 500 ngàn mã số 9. Rồi mã số 10, cây này hình như của Ryobi thì phải. Hãng Beta Fishing, 2m4 cứng 30 nha anh em, 2m4 cứng 30, nhẹ lắm. Cái này có 220g thôi, ngọn 1 ly 9, khoen bát Fuji, cán mút xốp, cán nè, mút xốp nè, đó. Rồi, chân keo thì nó có bị ố ố đây, nhưng mà mình xài cỡ 1 năm rồi mình về, sau đó mình lột ra mình quấn chỉ thay keo vô bình thường này, giá ổn. Mã số 10, mã số 10 500 ngàn nha em, 500k. Mã số 11, cây này ngon, cây này đánh lăng xê con ngâm, ngâm bờ biển cũng được, tha hồ mà cẩu kéo, 2m7 cứng 80 đến 120 nha anh em, 27 cứng 80 đến 120. Cái này thì để cột dây bảo hộ. Rồi, khoen bát Fuji. Đó, phôi của nó còn tương đối là đẹp. Thêm vàng xuất Nhật. Rồi, cái đoạn này là đoạn sợi thi tinh đặc nè. Kéo bao phê luôn. Em đọc qua thông số. Cân nặng của nó là 370g, ngọn 2 ly nha anh em. Rồi, cứng 80 đến 120. Mã số 11. Cái này có giá 700 ngàn nha anh em, 700 ngàn. Hàng chất luôn, ngon lắm. Mã số 12. Cán gỗ, nhìn cán gỗ là khoái à. Nó giống mấy cây Kenzaki vậy. Trầy trầy kệ nó xịt sơn cũng được. Mới cán gỗ. Bát máy Fuji. 2m4. Cái này cứng 24 cứng 50 nha anh em. 24 cứng 50 ngọn tháp. Đó cái đoạn này cũng sử dụng đặt nè. Sau rồi chỗ đây nè. Cho nó quấn keo xong rồi nó quấn miết lên trên này luôn. Xong rồi nó đi keo theo lên trên này luôn. Kiểu như là nó phần nào đó nó sẽ gia cố thêm sự chắc chắn. Đọt của nó là 1 ly 8 thôi, cân nặng 330g, 24 cứng 50. Cán gỗ, cầm đá lắm, cầm đá cực kỳ luôn. Phật. Mã số 12. Cái này có giá 600 ngàn nha anh em, 600 ngàn. Mã số 13. Cái này câu anh em câu bạo lực, câu ngâm khơi, câu các loại cá lớn, đòi hỏi cái cần nó phải trâu một chút. Đó. Cái dàn khoen Fuji nè, dàn khoen Fuji mới tinh luôn. Đồ bu Fuji luôn. Đó. Riêng cái dàn khoen này mà mua lẻ, anh em nào mà mình lắc cầm mình chơi mua lẻ dàn khoen này mới thấy giá không hề rẻ thế nào hết. Nguyên bộ luôn, mới hết, mới tinh. Thường thường á, là người ta câu mà qua tới Việt Nam mình, thường thường bên đó nó thả muối nó ăn mòn nhiều lắm. Mà cái khoen này nó còn mới ngon. Rồi 2m mấy nha, 2m4 cứng 200, 2m4 cứng 200, power max, trâu cực kỳ trâu luôn. Cây này anh em mình câu khơi cũng được, câu khơi, câu máy điện hoặc là câu các cái loại cá lớn, đòi hỏi cái cần nó phải nồi đồng cối đá một chút. Khoen bát Fuji, rồi dàn khoen rồi xịn hết rồi. Mã số 13, 800 ngàn nha anh em, 800 ngàn, 2m4 cứng 200. Cái này có cân nặng là 460g, ngọn của nó là 5 ly 3. Cái đọt của nó 5 ly 3 bằng chiếc đũa luôn. Ok, 800 ngàn, mã số 13. Cái giá này không chơi, chơi sao chơi? Ta tìm triệu không á. Nissin anh em, lâu lắm mới có cây, gặp lại cây Nissin. Bữa trước có cây mà mới tin là khách lấy rồi.
2m7 cứng 50, vừa tầm lăng xê, vừa tầm cầu ngông. Hàng này hàng nội địa nha anh em. Cái Nissin này hàng nội địa. Đó, màu sơn rất là đẹp. Cái dàn keo chỉ nè là nó câu về nắng nhiều á. Câu về nắng nhiều á, keo nó xuống cấp. Nhưng mà câu cỡ 1 năm sau mình thay lại cũng được. Còn đó, đọc thông số cái đây là tính sau. 2m4 cứng, quên, 2m7 cứng 50, cân nặng 360 g, đọt của nó là 2 ly 8, đọt 2 ly 8. Đọt 2 ly 8. Rồi. Cái này em bán 700 ngàn nha anh em, 700 ngàn, khoen bát Fuji. Cái Nissin này là hàng nội địa nè. Cái này là để cột cái dây bao hộp. Cái này hàng nội địa nha anh em. Rồi, nếu mà anh em nào mà ưng thì con lấy để yên này xài xài cũng cả năm không sao hết đó. Còn nếu mà muốn thay lại cái dàn quấn chỉ lại nè, quấn chỉ mới lại nè, đi keo AB lại cho nó mới lại đó, nhìn mới tinh xịn luôn, thì để đây em làm đó, 100 ngàn làm hết cái cần luôn, thay hết dàn keo dàn khoen đi hết lại từ đầu đó, tất cả các vị trí em đi hết lại luôn cho nó mới đồng bộ luôn, thì thích đi chỉ màu gì thì em đi chỉ màu đó. Đó, 100 ngàn. Rồi, hàng nội địa 700 ngàn nha anh em, 700k. Cái này xịn lắm. Nissin. Rồi, mã số 14. Ôi, 15, nhầm. 15. Daiwa. Daiwa Power Mesh nha anh em. Power Mesh. Cái phôi của nó nè, cái dòng Power Mesh lúc nào cũng vậy đó, nó đi phôi kiểu xoắn caro này nè. Đó. Cái phôi nó đi kiểu xoắn caro nè. Mấy cái này nó bền gớm. Power Mesh. Cái này ba khúc. Cái này ba khúc, nó có hai ngọn luôn, nó có hai ngọn. Thì cái này có chiều dài là 2m7, hai ngọn của nó là một ngọn cứng 50, ngọn cứng 80. Cái phần trên này nè là phần đặt nha anh em, phần trên này nè ở trong là nó đặt đó, phần dưới này là nó rỗng, phần dưới này nó rỗng, ở trên này nó đặt nè đó, nó đặt lên tới đây luôn. Cái ngọn nó nhỏ nhạy lắm, cực kỳ nhạy luôn. Rồi, nguyên vàng khoen bát Fuji hết, phôi là phôi xịn rồi anh em đều biết hết rồi. Cái bát máy này là bát zin của nó luôn, bát zin đi theo cần luôn. Em có hai cây đó, em có hai cây, tổng cộng 4 ngọn. Nhưng mà có một cái ngọn này, cái ngọn này là của cây cần 3m. Đó, của cây cần 3m. Thì nếu mà lấy cái cây này á, hồi nào muốn chơi 2m7 á thì chơi ngọn này, muốn chơi 3m gắn ngọn này vô. Đó, nó về coi sao bán vậy. Rồi, ngoại hình thì tương đồng như nhau ha. Tương đồng như nhau, 19 10. Thì cái này là nó đủ bộ nè, nguyên bộ nè. Còn cái này thì nó có lai nè, thêm cái ngọn này. Rồi, mã số 15, em bán 900 ngàn nha anh em, 900k. Thì đọc sơ qua thông số của nó, 2m7, 2 ngọn, cứng 50 với 80. Rồi, để em đo, đo từng ngọn này. Một ngọn là 2 ly 1. Ngọn còn lại là 1 ly 9. Đó, 2 ly 1 là 1 ly 9. Rồi. Cái này 900 nha anh em, cái này 900. Đó, nó chỉ có trầy sơn ngay chỗ đây một chút. Hết. Rồi. Còn lại là phôi đẹp lắm. Phôi đẹp nha anh em. Cái số 16 như nãy em đã nói, đó nó có ngọn 3 mét nè. Rồi, mọi thông số nó đều y chang cây kia hết, không có khác gì hết, nó chỉ khác nhau lại cái ngọn này thôi. Rồi, cây này 800 ngàn, rẻ hơn 100. Bát máy thì bát của hãng Daiwa rồi, bát zin của hãng Daiwa như này. Bát này nó bền gớm. Mã số 17, mã số 17 em lên cây cần Alpha Tackle 2 khúc. Alpha Tackle 2 khúc. Cái này 3m cứng 50 nha anh em, 3m cứng 50.
cái này hàng nội địa đó, thường những cái cây mà em nhập bên đó về mà thí dụ Alpha Taco sản xuất Hàn Quốc hay là sản xuất ở đâu đó thì nó sẽ ghi, có những cây này thì nó ghi Made in Japan, còn có những cây có những đời thì nó không có ghi, nó không có ghi thì là cây này nó sản xuất và tiêu thụ thị trường trong nước luôn đó. Nó bị tụt cái siêu này, nó còn cái dây này, kệ nó đi, coi như không có đi, nhưng mà nhìn tổng thể rất là đẹp, chưa có trầy một cái chỗ nào hết đó. Ừ, mới tin luôn, chưa có trầy hết đó. 3 mét cứng 50 Alpha Tackle Hà Nội Địa, cái phôi này tốt cực kỳ nha anh em. Cái phôi này bền cực kỳ luôn. Hồi trước em có một cây Alpha Tackle Hà Nội Địa xài đã lắm, xài bền gớm. Cân nặng là 285 g, ngọn 1 ly 9 đó. Cái này 750 nha anh em. 750 ngàn. 3 mét cứng 50. Mềm cực kỳ luôn, giá này dễ chơi cực kỳ luôn rồi. Rồi. Cái này cũng 3 mét cứng 50. Phôi của nó thì to hơn. Đó. Sáng xíu tùm lum. Hãng gì không biết luôn. Trước có mấy cây này rồi, khách mua xài khoái cực kỳ luôn. Cái vàng khoen sứ dạ quang. Đó. Nghe ta nói khoen sứ dạ quang thôi, buổi tối không biết nó có sáng không, chiếu đèn UV vô không biết nó sáng không. Đó, nguyên vàng khoen sứ hết luôn nha anh em. Còn đầu bu là đầu bu xích. Đầu bu xích. Bu xích. Rồi, 3 mét cứng 50. Em bắt Fuji hết. Nhược điểm là cái cục cao su bọc ở dưới đít nè. Tụt mất rồi. Lòi ra này. Thì anh em mình kiếm cục cao su khác bỏ vô thôi. Họ ra hàng mình mua. Đó, 10 ngàn, 15 ngàn gì đó. Em cũng có mà bỏ vô sợ không đẹp, thì lúc nào anh em có thích cây này chốt đó, thì em tặng theo một cục khác gắn vô, chuyện nhỏ, thích cục nào thì em bỏ vô cục đó, shop em cũng có mà. Rồi phôi đẹp hết nha anh em, phôi đẹp hết luôn đó. Rồi 750, 750 ngàn, mã số 18, mã số 19, 2m7 cứng 80, phôi đẹp nha anh em, 2m7 cứng 80, hàng carbon phôi đẹp. Long lanh luôn, câu ngâm lăn xê vào được gì ngon lành hết á. Cứng 80 thì mình thao tác mọi thứ nó dễ dàng. Nãy bấy thoải mái rồi, trầy cho đây một miếng, trầy cho đây một miếng ở dưới góc quan trọng lắm. 800 nha em, mã số 19, 800 ngàn, khuyên bát Fuji. Cái này rất là nhẹ, cây này chỉ có 280 gram thôi, ngọn của nó là 3 ly, ngọn 3 ly luôn. Rồi, em xin phép đọc lại cái thông số của cái cây 3 mét cứng 50 hồi nãy nha. Cây này là ngọn của nó 3 ly 3, cân nặng 320 gram. Rồi, mã số 20. 20 em lên cây Alpha Taco, cái dòng này là dòng Saltwater. Có nghĩa là câu ở vùng nước mặn anh em, câu vùng nước mặn. Câu nó làm dài lắm, 11 feet là tới 3 mét 3 lận. Lure từ 1 phần 15, 1 phần 2 đến 2 thì đâu đó cỡ 15 đến 60 gram nhỉ. 2 OZ cỡ năm mấy 60 gram, nói chung cỡ 60 gram. Rồi. Đi dây nè. Dây từ 8 đến 20 lb. Khoen đời 3 cũng khá là rộng rãi. Đó, anh em mình quăng nó đi xa. Nó quan trọng cái khoen đời 3 nè. Nó rộng, quăng nó đi xa lắm. Rồi. Phôi đẹp nha anh em. Mà nó dài quá thì anh em mình đứng ở cái những cái khu vực thật là trống, ví dụ như ở gần ở bờ kè ở trống, mấy cái này vụt đi xa, hoặc là mình có thể mình câu mấy cái môn khác cũng được. Không nhất thiết phải câu luôn. Cái body nó đẹp lắm, body nó nhẹ, ở đây nó nhỏ. Đó. Ở đây nó nhỏ, cầm sướng, cầm đã lắm. Rồi. Trọng lượng là 285 gram, ngọn của nó là 2 ly 2 nha anh em. Cái này có giá 800 ngàn. 800 ngàn. Ngoại hình rất là đẹp nha anh em. Ngoại hình đẹp lắm. Alpha Taco. Cái này cũng hàng nội địa luôn. Rồi mã 20, 800 ngàn. Tiếp theo mã 21 anh em. Em lên cây cần lục. Cây này để anh em mình về mình chơi, mình đánh đầu cần cũng được.
đó, 4m2, 425cx, 425cx. Cái này thì nó cũ rồi, nó trầy đó, nói chung là nó trầy từ lưa. Ây da, vẫn nổi luôn. Rồi, bát máy Fuji nhẹ lắm, bát này mở ra mở vô nó còn nhẹ hều à. Chắc chắn đó. Bấm này, êm nhẹ luôn. Hàng xịn, nhẹ lắm. Rồi, 425cx. Đây, 425cx. Thu gọn là 11, 118 thì cho là 1m18 nha. À, 1m18 cho 1m2 đây. 4 lóng. Đó. Khoen Fuji. Đó. Ở trong thì nó, nói chung là cái cây này là nó trầy nhiều. Anh em mình không có quan tâm tới ngoại hình mà về mình đập đập vụt thoải mái nè. Đó. Cái hàng Shimano Aerocast này là nó bền lắm, cái phôi nó bền lắm, khỏi lo nghĩ nhiều. Với lại cái đọt của nó là nó bị hụt mắt cỡ cỡ 7 mấy ta. Hồi nãy là nói chung là chiều dài thực tế hồi nãy em đo được á, là 4m19. 4m19 thì thiếu cỡ 6cm đó. Không biết là chưa rút ra hết hay gì đó, không biết là rút rút ra chưa có năng hết hay gì mà em rút ra cứng quá, em sợ đóng vô không nổi đó. Nói chung là rút sơ sơ ra đo 4m19 á, thì nếu mà nó có hụt đi chăng nữa thì độ cứng nó cao lên đó, nên mình về đánh đầu cần thoải mái bao phê rồi. Thông số đã đọc hết rồi nha, trọng lượng của nó là 450g, đọt 2 ly 5 nha anh em, đọt 2 ly 5. Khuyên bát Fuji nghiêm nghiêm chỉnh hết, không có lỗi lầm gì hết. Rồi, 600 ngàn. Ngoại hình hơi cũ cũ chút, thôi 550 đi. Hết giá 550, không có trả nữa. Anh em nào thấy ưng thì mua, không ưng thì thôi chứ không có trả giá nữa, em không bớt nữa. 550 ngàn, mã số 21. Mã 22. 4m2 cứng 25. Rồi ngoại hình cái lóng ngoài cùng thì tương đối là trầy. Cũng bắt máy Fuji, bấm ra bấm vô mở ra nó nhẹ nhàng lắm. Ngoại hình ở ngoài thì nó có trầy 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 ở ngoài đó. Rồi khoen bát Fuji hết, bật gập nhẹ hều, ở trong thì có phần sáng sủa hơn ha. Nói chung cũng có trầy một số chỗ, có trầy một số chỗ. Em bán em bao dập lỗi gãy nha anh em. Anh em kiểm tra mà thấy nó dập nó gãy thì đổi trả, không có nhận hàng gì hết. Còn cái nào nó trầy thì thôi, mà cái nào nó hàng sâu quá thì em cũng báo. Đâu rồi, mất rồi. Cái lóng này hồi nãy thấy có con dấu nó hơi sâu sâu. Đây. Dấu này thấy nó hơi sâu sâu, nó trầy sâu một chút. Thôi bỏ đi. Bỏ đi, khỏi bán cái này để xài hoặc là làm việc khác. Xong rồi 21 mã thôi. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Số điện thoại thì em có để ở phần mô tả nha anh em, 0905 318697. Cước vận chuyển bên em là 20k. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ.